Các bạn muốn nạp Robux hãy truy cập trùm robux.com, nơi uy tín giá rẻ cùng với vòng xoay may mắn để được nổ hũ như Vami cùng với tính năng VIP để được cộng thêm Robux cho mỗi lần rút các bạn nhé. Yo, chào tất cả mọi người, mình là Vami. Là Bob. Ok, hello, xin chào mọi người, mình là Kia. Thì hôm nay con game này sẽ chơi Roblox Camp Worker. Thì trong game này là mình mới vừa, ba thằng mới vừa vô được một cái khu an toàn tránh bọn zombie á. Đó, đây là khu an toàn nè. Hãy tập thể dục. Hiện tại bây giờ là thằng Scott này nó nói là cái gì đây, nếu như mà mình muốn ở trong cái khu an toàn này thì mình phải làm việc này nọ, nói chung là giúp ích cho đời á, để mà mình mới được ở trong này. Có, đang tập thể dục trong nhiêu ơi, quân lính nè ba. Ồ, Vami giờ nó có cây sét hình cánh bướm luôn kìa, ghê không? Cánh bướm cái đầu mày. Ủa, nó nói cái gì kìa, có chưa kịp làm gì, nó nói là à, hãy đi khám và phá cái am này. Ở sao đây có cái lồng chim nhốt zombie kìa mày? Đâu? Ủa, tao lấy được con pin nè. Ủa, góc kìa. Ta! Ôi, nhìn kìa. Vãi nồi, tao lấy con pin tao bỏ vô cái lồng nó sạc điện chết zombie luôn. Đâu, cái lồng đâu, Cái lồng bên này có zombie nè, tao mới bỏ con pin vô nó sạc điện lên cái chết zombie luôn. Vãi, tao không biết luôn á, sao không kịp đợi tao tới. Ê, lượm lên cái bông nè. Lượm lên cái bông làm gì ta? Đụng vô cái nó hiện vô mi lại hả? Bên này nè, bên này con thấy có con nhỏ gì nó khóc nè. À, cho nó cái bông đúng không? Nó khóc vì có người chết á. Anh trao cho em một đá quỳnh. Quỳnh khóc nhưng em không khóc. Đó, đúng rồi. À, cho nó cái bông nó cắm vô mộ. Rồi làm gì nữa? Ồ, tao làm được hai cái đúng rồi, phải giúp chờ đợi chứ không. Đó, nãy giờ tao làm được hai việc tốt rồi đó ba. Kill zombie với lại hết broken. Ê, nó nói kìa, đi kìa, cho nó bốn cái miếng gỗ. Đây, thấy gỗ rồi nè. Để tao đi xe, để bên đây nè, gỗ bên đây nè. Thì mày lấy đi, Rồi, tao lấy được rồi đó. Tao đi qua bên này luôn, Bên này tao cũng thấy được một cái nữa nè, đó. Cái cuối thấy rồi, Rồi, ủa vậy rồi. Được hai miếng vậy? Ghê vậy? Ghê chưa? Có làm thì mới có ăn. Trời, ai cũng làm gì tốt hết trơn không? Ở đây có đứa. Ai lát có ai nóng lại đây tắm nha. Ở đây có cái suối nè. Ở đâu? Đây này có cái thác này nè. Cái đó nước đâu? Nóng đó mẹ. Nước suối trong lành lắm ba. Mày uống rồi hả? Có đâu trong veo mày nhìn. Mày xuyên qua được cái tường luôn không? Bà thấy rồi. Nước nó chảy mỏng dánh nhưng mà đứa nào không thấy. Ở trên rừng làm gì có cống ba. Nó nói là bây giờ của tao cần làm gì với cái đó đi. Hãy đi kìa Miley, cô ấy sẽ nói cho cậu bay biết là cần phải làm gì. Ellie lên đứng nào. Quay Ellie. Ellie ơi, Noah kiếm. Chào em. À, Ellie đây nè, có thấy Ellie đây nè. À, đứng ở đây hả? À, nó ngồi đi, nó khánh thính. Tại vì chỗ này nó không có cái chỗ nào để chặn lại. Ở đây ống nhòm nữa kìa, mà nó dòm gì mở mặt nó căng đó ba. Mở miệng là vậy lát rùi nó bu vô bây giờ. Không có. Ý là nó làm gì, nó đính cho cái lỗ mũi coi cái đó hay sao á. Mày cứ vậy hoài à, nhiều khi nó nhìn xuống đó ba. Giống như là nhìn riết rồi mắt nó sệ xuống cái mũi luôn á. Tại sao ấm cái nghe kia nói nhức nách quá. Phải, bây giờ nó nói chúng ta cần phải giúp đỡ. Rồi. À, nói chung là nó nhờ mình giúp đỡ á, bây giờ tôi cần phải làm gì. Đấy. Có một cái lối vào nó không được bảo vệ, các bạn có thể chặn cái lối vào đó được không? Ok, ba cái đồ quỷ. Ok, ba con dê. Ê, ở đây có một cái lối nó rào lại mà có zombie bên kia nè. Đó, vậy là có một lối. Đây nè, lối này nè. Lối này à, ok. Này. Cái lối bên chỗ cái đường nước cống nãy tao nói, cái đường nước đẹp đẹp nãy tao nói mà mày cái nước cống á. Chính nó cũng nói nước cống hay không? Nước cống hiểu không? Nằm đó, đó, lành chanh thấy chưa? Nó cấm chứ nó có uống đâu. Nước ta trong lành như thế mà trong rừng mà kia có nước cống. Mấy này nó không có tin vào tự nhiên gì hết trơn. Cái đó người ta xây lên đó ba. Ủa tai nạn gì vậy? À, mày có thể kể con nghe được không? Lộn, em có thể kể anh nghe được không? Em gái gì mà có. Người lạ lùng dễ sợ. Quay có ngủ đúng nhau không? À, mấy đệ nói á, là khu vực này là khu vực tại tập trung một thôi. Còn một khu khác nữa mà cái khu khác nó hay kéo lính qua đây quấy lộn. Ô, phải rồi vậy? Vậy là chia khu ra quấy nhau hả? À, nửa năm nay từ bên đó nó cứ qua đây lấy đồ ăn hoài. Và à, ra nó qua đây cướp bóc luôn á. Tao thấy có một mấy người, có mấy mạng người ở đây à. Ba gì đã giữ khu này sẽ giúp em. Ghê vậy hả? Cái gái cùng cưới mày đã vậy, đã giờ áo vàng giống mày nữa chứ. Hai đứa cặp có ba giả bộ ba.
không sao. Để hai đứa nó đi đi anh. Ủa Bami nó đứng mày nó đứng cái bên là hợp rồi, mày đứng cái bên làm gì ba rồi. Rình, tao đứng rình mà, đứng rình. Bãi rình, mày đứng như nó mày hủy nó hả? Đâu? Nó nói gì kìa, nó có một cái người ở ngoài tên là Rick. Đó kìa, nó rõ kìa. Của đoàn chúng ta đấy. Ủa giờ kêu Rick mà sao đi tìm thằng Chen là sao? Thằng Chen là sao? Lại hỏi thằng Chen mà Rick đâu? Ủa thằng Chen này nó bị cắn rồi. Ờ nó bị cắn cái tay, trời cái mỏ như bi nè bự như vậy. Trời ơi nó bị cắn cho mọi người nhìn ghê vãi rồi luôn á. Cái răng mà nó bự ghê luôn á. Thời đại zombie thì cắn là xong rồi. Bây giờ let him hãy để hắn lại ở đằng sau hoặc là giết hắn một cách nhân từ. Giết đi ba, giết cho chết đi chứ để sao tội nghiệp ổng lắm mà. Đúng rồi, giết đi chứ không mất công là nó mà biến thành kia là mình mệt á. Chị mẹ bắn nhanh vậy. Bị bắn chừng nào cũng chết tính. Bay rồi. Bắn kia luôn. Chị mẹ. Rồi tao sẽ là người giết nó. Mày bị chết trước các bạn. Bắn kia ra đom đóm rồi các bạn. Ok, xong. Đó rồi chết rồi đó. Rồi, lục đạn. Gì đây? Đạn đâu? Đạn chất lượng cao trong xác của Jim, chúng ta sẽ lấy. Ủa lấy chưa? Lấy rồi. Mà chưa thấy. Hắn bảo lượm nhanh như cái mũ. Vãi nồi sao lượm nhanh vậy? Ông ta sẽ chia tụi mấy mà. Chia đâu mà chia, có thấy đâu mà chia. Rồi tới rồi kìa, tới rồi, tới rồi. Cái khu cắm trại mà tao cảm thấy mình, tao cảm thấy đáng sợ. Nổi da ốc. Không, vì họ không có cửa trước. Bọn quốc cơ có thể tấn công họ bất cứ lúc nào. À cái bọn này, cái bọn hay qua cướp bóc đồ của bên chỗ mình nè các bạn. Có thể trong đồ mình đấy. Dạ đi đường đi cũng gần mà đúng không? Sneak back hay là đi theo around? Sneak back luôn đi ha. Đi sneak rồi đi lón lén lút hoặc là đi. Lén lút đi, bấm lén lút đi. Không bị to đi. To là đi đường vòng á. Ủa ta chọn gì á? Ta chọn lén lút đó nha, đi đường vòng đi trong xa. Có mình cái mày chưa chọn quỷ mà mày nó chọn lén lút rồi đó. Đó, nó kêu tao quan cái gì kìa, you choose the sneak award. Mọi người hãy lượm cái outfit, hãy lượm cái bộ đồ này để ngụy trang. Đâu đồ đâu? Đó, à đây nè, cái này đâu phải đồ, đây là vẻ. Lái nồi máu không à, ý này giống y. Cái đồ này đứa nào mà nó xé, nó rách, té toàn toàn ra. Không, đồ này nó, cái màu nó vậy chứ nó sạch lắm mà. Hy vọng là... Mấy cái chân của quỷ bảo nó bỏ, nó bự ghê kìa, mày coi kìa. Lấy lúc qua được thằng kia. Lấy lúc. Ủa này là lấy lúc đó hả? Lấy lúc kìa vậy bay. Bắn nó ra. Má lấy lúc mà bắn nhỏ luôn kìa. Quỷ kìa nó lấy lúc hay thiệt. Trời cậu biết lấy lúc kiểu gì luôn á. Tới nè. Ê, bay nghĩ cậu bay đi đâu bay? Dạ em đi lén mà em lỡ em đi mạnh lên ơi. Vãi nồi. Hey, ok họ đi với của tao. Ở lộn à rít nè rít nè. Ok xin lỗi nhưng mà người lạ không được phép vô trong này. Quen mà mặc đồ giống y chang nhau nè. Bây giờ tao phải làm gì để mà có thể cho họ được vào. Có một cái một điều là tôi làm rớt cái cung tôi ở xung quanh cái cam này của bay có thể đi tìm được không? Perfect. They'll get that. Vãi. Easy game. Rớt cây cung. Ôi mẹ ơi tao thấy luôn rồi nè. Cho nó cái ná đi ra, mình giấu cái cây đừng có trả nó kia. Họ ba, làm người ai làm thế. À, nó cảm ơn rồi kìa. Đó thấy chưa, nó cho mình được phép rồi nè. Đó nó. Đây mà sau này nó lùng dữ vậy. Nhớ xíu rồi. Head guy around here. À. Ê, nó tính ra nó thua cả gần cái đầu luôn á. I can break through this door. Though. Oh. Cái cửa này. Bây giờ bây vô. À, nó cần một vài cái con zombie để cover đúng không? Không phải, mình sẽ câu giờ cho nó. Ủa sao bọn qua nó chạy đâu vậy? Câu giờ cho nó chạy đây câu giờ để cho nó đi làm nhiệm vụ đó, mình cứ bắn zombie đi. Không, nhưng mà bọn qua nó chạy đâu vậy? Cái thứ gì á? Không, nó đi theo con Rick á, đi theo con Rick để nó phá cửa. Thằng chi nó không có vũ khí, nó ăn, nó cứ bắt mình đi lượm cái cung cho nó. Thì bởi, lượm cái cung rồi giờ có súng bắn đi ba. Chứ giờ mà không có súng là tao nhờ vào đánh rắm thành công của mày á ba. Âm binh được chứ. Mấy con zombie này tuổi gì các bạn ha? Zombie này trời ơi ba cái đồ quỷ. Ta cười tiếng máng luôn á chứ. Đó kìa, sân sớm tới lát nữa nó phun nước miếng vô mặt nè. Dâm ba con quỷ. Đó kìa, sớm sát tới nè. Lát nó ăn cục nước miếng nè. Giỡn hoài sao nó chết được ba? Để trong mắt lên. Đúng rồi, mày nhân vật bất tử, chừng nào mày quay phim mày mới bơm mới tử ba. Đây cái đang quay nè, cái đang quay phim nè. Ê Bảo ơi, ngừng bắn Bảo ơi. Ngừng bắn Bảo ơi. Thì tao tự quay chính bản thân tao nè. Bảo ngừng bắn Bảo ơi. Bảo ngừng bắn đi. Cho nó đóng phim. Quay. À hiểu
Thôi bắn đi, đừng có để con bắn một mình. Đâu, nó là bất tử mà. Đó, đó. Hai người bắn cái coi. Bất tử mà tốn robot mẹ. Vừa lắm. Vừa lắm. Bắn đi. Nhớ né còn nước miếng ra nha. Dính còn nước miếng là thúi luôn á. Vai rồi, ok tao vô rồi, tao trở lại nhân vật chính với bạn quay rồi. Ủa sao kỳ vậy, sao ra ngoài nó sớm xác tích được à? Ok được kìa. Vô cái show eo, vô cái show eo. Xuống dưới ống cống kìa. Làm cống à? Ừ. Trời, game có bây giờ thơm tho đâu mà ống cống với ống. Đây, nhảy xuống. Tụm. Ai đi ngược lại mà bơi đi ngược lại mà bơi, cái chỗ này mình xuống mà bơi. Nhanh, sắp hết thời gian rồi, Còn 22 giây mà bơi. Sai rồi. Ủa sao sai, đi đâu vậy? Ủa đúng rồi, đi vô cái lỗ này nè mày ơi. Ủa trời đất ơi, nãy giờ tao không biết là đi xuống cái này chi vậy trời. Đi đó làm gì, cái mũi tên đây mà. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, hết giờ. Ok chị. Hay quá. Ủa Walker King Rick kìa. Trời, làm Rick nè. Điện nó nhiều hơn tao nữa kìa. Hóa ra nó không phải điệp viên mà nó là chùm cuối. Và hãy xài bắn lên em. Mày là một trong những cái thằng đã đúng không cái thằng bút của tao hả? I just want to introduce you to my friend. Rồi, giùm mình khổng lồ. None of you will escape. Không đứa nào thoát ở đây đâu. À, thì thật chứ. Trời ơi. Easy game. Wow, trời ơi, nhảy lên. Ui. Bắn cái này, máu cái zombie này chi đa lắm. Đó, nó còn nước miếng kìa. Bắn zombie con. Nó có thả cái mâm nha, nó lộn, nó có làm cái gì đó. Chết rồi nè, zombie. Yeah. Mày xảo xảo. Giết con bự này mấy nhỏ chết theo. Tao cũng mất máu nữa rồi kìa. Đó nó chạy kìa, bắn nó. Ủa sao bắn được hay vậy? Nó xì khói rồi kìa. Nó xì khói rồi đít rồi. Wow. Quá hay nó nồi con zombie lửa. Đó chỉ là sự khởi đầu thôi. Vãi xoài. To be continue. Nó trốn luôn rồi mày ơi, Nó chúng ta đã thắng. Story cơ. Đúng rồi. Ờ, nó trốn luôn các bạn, thì chúng ta chiến thắng được cái trận này rồi. Scattery là kiểu như là ma thuật á. À, thôi cái game này chơi sau đi. Rồi nói chung là tiêu diệt được, nói chung là mới được có một phần thôi đó. Đúng rồi, bây giờ mình đã đánh đuổi được cái con đó rồi các bạn. Tưởng nó mạnh lắm, cho nhưng bi chà bá lửa ra thôi. Thua chạy. Nó chui vô ống cống nó chạy mà. Nó kêu. Tính ra hai con bay để có làm nhân vật chính thiệt luôn á. Hồi nãy ra từ vừa lúc kia nó cười xong. To be continue. Vãi xoài. Nó nghe tiếng gà cười nó sợ, nó chạy luôn, nó to be continue luôn. Rồi ok các bạn, thì ba đứa mình sẽ đi về lại cái ngôi làng thôi ha. Thì lần này đánh đuổi được nó rồi, nó mà quay lại là nó chết cho tụi mình. Đó, thì các bạn thích video này nhớ để lại cho ba đứa mình một like, một share. Và nhớ subscribe channel của hai đứa mình để nhận thêm nhiều video mỗi ngày các bạn nhé. Bye bye mọi người. Bye bye.